mau lên dương khơi đa bị chia bờ cạn để trả năng trả năng hai tầm đại ca thăng sầm ba bây giờ trang kia xem một cái đại du bị chôn được mình nuôi cha đi bây giờ mình thâu chôn cặp cái mai hai ba chiếc phong luôn chôn rồng luôn đặt rồng đi tao tin hay tao chia phong mà đây chôn rồng cứ tao xoay rồng ăn cà chui hay mình nên xem ta rồi hai ba cái chia chôn bao lục hôn sai nó tập ra chả đắt bao nhiêu sao hai dương khơi hai chôn mà nó lên tay cái mai mơ nghe cái mai hai tầm đại lục trên mặt thông đại chia tay ta đại chia tay ta แนะนำเปียมไตรทางตู้ยุนในตราบางเก็บปราบโรปีสมัยก่อนใหญ่ท่าตึกไตกรรมเจียกรรมยิงตึกไตระบายยุนในไฮยุนราคาบายยุนกับพงเจียมบ่มไฟกับบอลซานเล็บยุนตึกไตขมายจำนายยุนในรุ่นเราในตึกไตขมายกับพงแต่อ่างยางบานจัดอย่างคลั่งให้เทือบากขมายเฉลี่ยรอดง่ายให้กับสำหรับขมายเราที่สมมากรมันต่อตัวสนาปีสถานะขึ้นข้างหน้าระบายเจียประโดยจ่อตาบาสมเจย mà đã lâu đi xong nào làm ba con chuột mới mà nay chôn rơm rơm mới con mà nay vô mặt nam ấy làm bảy nam hay à con ai đi ra bên tay năng tay ba này về đã chôn mới con cho mà chưa sắp lên chôn con ba mới chôn lên bên này chôn nó có trăm gốn hai viên nó chào đo mau chào đo mau này 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 cái chào đo mà quân năng quân yun à yun bà quân yun nó cái chào đo mau rồi bên chào đo mau coi nhau còn tha đó nó thở quen hay như suy cho lòng chết cho nó mới cho bỏ cái cặp cô cho bỏ cho làm giặc à lâu cô bằng anh à lâu nó nè rồi nè không lâu một hai đây bằng cái ai cô đây bằng cái này một hai đây bằng cho đây nó khan lên con một con một con bơi liên trang ba bạn bon khơi nhai con cứ chỉ sợi cây cỏ rồi bao chôn chiếc má là cây cỏ miền này chơi cua sa con chiếc cua sa má miền tây cây cầm lá cỏ bên tây sa để tiếp cây cỏ à yun nó lên tận tây má việt với ba mươi nghe hai chấm nhà nhà thuộc mình ban lên tận chân ở chôn đông cua tây bay thì cha bọc phong bọc khang cô con đập lòng chị lão đi xuống bon bon phần nào tận tiếp cầm hăng rồi bao chiếc má đôi tao ba sông chơi rồi khi ông lên lấy ba rồi, p xin một tô, sắp cho mọi người đánh cắm của nhau, hay là p hai, alo vừa cắm những cây nhau kia, hồ hồng, hồ hồng, cắm cái chuyện gì? ไม่ต้องคงกันใช่ไหมบ้าแต่เราบัดแอมโลกเทียนทุ่งโลก
giống nâng giống tàu bây giờ giống giống xua ở đây lại rồi xua hơi và giống trong ban ở đây bom thì lại rồi cuốc lại rồi cuốc còn lại chúng ta còn trong ban tôi như tập kia ba 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 và tay à lâu khi một bộ chạm tôi nên tới đó lại ngựa cho đi chạm ba ba là lâu lộ lộ cái thiên cung vô vô khơi thay lộ lộ ban ba dương nghe một hà đại dương nghe một phó một phơi rút thì trăm ban hơi ba dương dương luôn luôn mà đẹp ở đâu đằng đây ba dương ban đang gấp gấp giống với nhau ta rất là bay bay và người ta chúng tôi có tăng hàng ở đây chúng ta chúng ta bay không qua chúng ta và chơi thằng bay nọ con và chơi chủ phó làm được cho ba ba này lộ cái thiên phong vô khơi nhà thần thảo ấy không thương chôn rộng rồi nhất cáp ôi là vua xam sao chứ này chắc xam sắp thế này hay sắp bờ này bà đây thì giúp mấy nhân dân bây giúp mấy nhân á bà bây giờ kì đây ca tê một chút chúng ta đó khi rô khu hai bà hay chúc của bác rắp ta chú nẹ đại chú bò nè đó là không chân chui như xóa nạn đẹp bò nó có bòi rốt bà nó nghe giống mình hai mặt cây bà bà nó giống tê hai tập ly thân khăn khăn tê âm mình cho nó bỏ thì bây nhân á bà ta bị chú trao tích bà nà lô thiên phương vô khơi nhật thẳng thảo ấy không thương chôn rộng rồi nhé bà à đang là vẫn phát nhập nhung mà đang chưa tao phải chạy đi phần mà ở đây tao chưa lên là cả ba chưa luôn cuối chứ thầu chia ba ba thầu chia ba nó phải chân chạy đại con cái lông mày phun quá lông mày phun cả thay chân thầu ập chia ba nó tìm biết sân mà thầu không ba mình thầu không luôn chắc đi mình thay chứ ba mà đâu lâu không đâu nghe về chia ra tham ai vô khơi mai giờ cái cặp tham ai thầu là bôi vuông nó lên tận đây tham ai cặp tham ai khơi ba giờ nhà thôn này nó cô ba là ba giờ không luôn chôn mà ruộng rồi quay nhanh bao miếng cá chưa chăm nhà mày đấy mà có kèm miếng cá chưa chăm nhà mày đây ở nhà thôn nhà thôn cặp chưa bôi vuông cái chưa khai chưa đâu được bôi hai đấy mà ai khai chưa rong rồi nó cái chân cặp chưa ba nhà thôn nó cơ ba nó miếng này tham ai nó cơ ba nó ai chưa ក៏ជាបោះជាជាប្រកខ្មែរមិនសុខចិត្តទេហើយនគរបាលនឹងបញ្ជូនទៅជាអឺរងគ្រោះទៅជាបាលនឹងនឹងនៅមន្ទីរពេទ្យឥឡូវនឹងអាជ្ញាធរខ្មែរខំមកកបយួនដូចនេះយុវជនខ្មែរតើយើងនៅខំកបយួនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដូចនេះមានតែយើងខំឡើងឯងមានតែយុវជនជាប្រកតែទាំងអស់គ្នាខំឡើងឯងចំពោះបញ្ហាយួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរបោះខ្លួននេះហើយយើងដឹងហើយថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែញ
ែរវាអត់ត្រឹមត្រូវតើសោកកាប់ខ្មែររបួសហើយបាយជាអាញាធរខ្មែរឃុំខ្លួនជនរងគ្រោះរហូតមកដល់ម៉ោងនេះអត់ព្រមឲ្យគ្នាទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបានឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅខាងមុខទៀតបាទស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងណាស់ហើយបាទហើយឡាបាយចៃទៅលឿនណាស់ការមិនកាត់ទេ